Con trai là cao trên mấy 65 với lại cái bụng hơi bự bự ạ. Chiếu hai phần á. Thấy chưa? Chiếu hai phần á. Thấy chưa? Em thích nhất là màu hồng. Hả? À, gì? Có đi bia ôm không? Dạ, cũng lâu lâu cũng có. Mày có bị BD không? Mày có bị BD không? Bữa nào đi với tao, tao chỉ cho đi cái đó đó. Không, mà đi cái đó đó là đi đâu? Thôi đừng hỏi nó, nói thiệt nó giờ đó. Gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Anh có thấy thoải mái hơn chưa? Cười nãy giờ cười cũng nhiều đúng không ạ? Thoải mái lên chứ đúng không? Mà tại sao trong cái khoảng thời gian đó mình không gặp bạn hay sao mà mình không có một cái mối quan hệ để tìm hiểu? Tại vì da nó cũng hơi ngâm á, nó cũng ngại. Làm công ty là dạ, đàn ông thôi. Dạ, không có một bóng hồng luôn hả anh? Không, không có. Vậy là không có lập lờ luôn hả? Có mà, dạ, người lớn tuổi hết trơn rồi. À vậy là không có tính lớn tuổi đúng không? Ở đây lớn tuổi nè. Mình lớn có 2-3 tuổi đâu có sao. À vậy đó, không sao, không sao mình. À, anh cảm về em như thế nào? Thì lần đầu tiên thì cũng tiếp xúc với phụ nữ, thấy em cũng dễ thương, linh hoạt. Cũng chia sẻ với mọi người, đến hiện tại bây giờ em sinh hoạt trong môi trường đoàn đội nên bản thân em có một cái sự dạn dĩ. Cái hoàn cảnh gia đình em không phải như những gì mà em tươi cười như vậy. Nhưng mà em cảm thấy là mình là một người sống lạc quan. Em yêu đời, yêu người nên lúc nào em cũng tươi trẻ hết. Đúng không ạ? Anh ơi, anh vỗ tay. Vỗ tay à. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh lúc này là như thế nào? Thì bây giờ em nói đi thì anh cảm nhận như sao vậy? Nói chung là bù qua đắp lại cũng được rồi. Thật sự ra khi mà em cảm thấy anh rơi nước mắt như vậy, bản thân em đồng cảm nhiều lắm. Anh thì nghĩ bản thân anh như thế nào? Bên là do em chứ sao giờ anh thì anh... Thường thì em thích người đàn ông mạnh mẽ. Luôn cả cái sự chủ động luôn. Nửa về bên kia làm dạ, chồng ở đây vợ quá. Bây giờ em đặt vấn đề luôn. Bây giờ theo em thì anh sẽ làm gì? Nói hỏi đi. Giờ em thì em kinh doanh buôn bán, rồi anh phụ gì được thì anh phụ nha. Được không? Ví dụ như anh có cái tài lẻ nào ngoài cái công việc hiện tại của anh đang làm việc không? Ví dụ như em đang live stream đi, em gợi ý nhờ anh vô online, anh like được không? Chắc học quá. Chắc phải học. Học chứ, vậy là phải học từ từ, phải có thời gian trao đổi, tìm cô hiểu. Vừa là bạn, vừa có thể là gọi là hướng dẫn em buôn bán kinh doanh, mà anh nghĩ rằng là anh này rất là chịu khó. Dạ. Chịu khó lắm đó. Em cần cái bờ vai cho em nương tựa. Mình mạnh mẽ quá, nhưng mà mình là phái nữ mà đôi lúc mình rất là yếu lòng. Dạ em phải mạnh mẽ lên và ngồi thẳng thớm lên, hoặc là đứng dậy tới nắm tay hát con gái này. Hát bài đâu biết hát không? Dạ. Nào đứng lên đi tới đi lui thì chứ giờ nó không biết để tay đâu luôn mà. Rồi thoải mái đi. Mà buồn lắm, nhạc nhạc buồn mà. Kể nó buồn mà chơi luôn đây. Trời, em ngồi đâu? Thì em cứ đứng đây anh ngồi đi luôn đó. Dạ. Rồi bắt đầu. Rồi em hát nha. Rồi bây giờ là cầm món quà lại đi. Ừ đó đúng rồi, cho thoải mái luôn. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Thì đây anh đang nhắn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ lòng. Anh chắc em đã biết. Rồi rồi đó. Mỗi lần mà bạn em bùa em hát bài này bảo đảm bạn em vui vậy thôi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Bây giờ sao bấm vậy em? Em có bấm mà chắc nút không ăn hay sao? Còn em gái? Dạ em rất là thích bạn này, cũng như là rất là trân trọng khoảng đường xa xôi bạn đến đây. Rất là cảm với bạn rất là nhiều chuyện, cũng như là về cuộc sống của bạn. Về tính cách của bạn rất là hiền, mà em nghĩ em năng động quá, có vẻ là em sẽ không hợp với bạn. Sau khi chúng ta ngồi này thì em thấy anh như thế nào? Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó, hợp với em, hợp với... Mình nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Dạ. Con em cũng như con anh. Em cứ nghĩ là con em cũng như con anh, mà con anh cũng như em thì sẽ được. Thường thì em thích người đàn ông mạnh mẽ. Luôn cả cái sự chủ động luôn. Nửa về bên kia làm chồng ở đây vợ quá. Bây giờ nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì em có suy nghĩ đó, chắc chắn là phải có. Rồi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta thì
mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ, đó cũng là suy nghĩ của em. Bắt đầu đi Tuấn. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ tặng anh, cuốn sách Đắc Nhân Tâm. À. Thì em mong là khi anh đọc được cuốn sách này thì anh sẽ đặt mình vào vị trí của người đối phương. Rất cảm ơn em vì cái món quà này. Dạ. Ngoài ra thì anh vẫn còn một cái món quà nó ý nghĩa hơn. Anh nghe hương vị à? Như có bánh mì. Gì vậy anh lên? Thơm. Anh lấy này rồi, lấy cái bịch này rồi. Rồi. Trời. Ô! Wow! Đây là món quà có nghĩa là ý nghĩa nhất mà anh dành tặng cho em. Yeah. Bởi vì nó là tận tay anh làm. Cái nghề nghiệp cũng như là sau này của anh và em. Dạ, em cảm ơn anh nè. Rồi. Chết chứ sống gì nổi. Tặng dịch quay cho người đẹp, tặng tôi bịch nước sốt. Tự nhiên ôi đau lòng. Mình tới với chương trình, dạ, mình chỉ có quay một con thôi sao? Dạ, em quay nhiều lắm mà em để nhà. Nè, anh với em ăn chung. Sau khi chúng ta ngồi này thì em thấy anh như thế nào? Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó, hợp với em. Hợp với... Mình nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Dạ, dạ được anh. Em cũng muốn tiếp xúc và nói chuyện với anh nhiều để tụi mình hiểu nhau hơn. Dạ. Dạ rồi. Ủa, vậy là xong hả? Ủa, hai đứa vậy là xong rồi hả? Nói tính chuyện lâu, hẹn lâu, hò, rồi tương lai, rồi mốt về, rồi mình sẽ yêu nhau như thế nào? Nếu mà em giống như là em có những cái sở thích riêng của em thì anh... Khi mà em nói yêu cầu đó ra thì anh có đồng ý với em mà làm theo em không? Hay là anh không chịu, anh vẫn giữ của anh? Giống như ví dụ như là em thích đi phượt thì anh có cùng đi với em không? Sở thích thì anh nghĩ ai cũng có cái sở thích riêng của mình. Dạ. Em cũng có những cái sở thích của anh. Nhưng mà đôi khi công việc nó làm cho anh không thể nào thực hiện được những cái sở thích của anh được. Dạ. Ngày xưa thì anh tự do, anh không gò bó bản thân mình thì anh có thể đi nơi này đi nơi kia được. Nhưng bây giờ thực sự mà nói anh kinh doanh, anh buôn bán thì không thể nào mà bảo mình đóng cửa là mình đi được. Dạ đúng. Cái điều rồi. Đó nó cũng là hơi khó khăn với anh. Là thì cũng phải có những cái lúc mà thư giãn thì anh có cùng em như vậy không á? Nhưng lúc đó thì nó là bình thường rồi. Dạ. Với lại anh ở nhà anh kinh doanh thì em muốn là em vẫn có thể là đi ra ngoài làm việc được. Tại vì đó là em rất là yêu nghề. Em rất là thích tiếp xúc với trẻ con và tiếp xúc với mọi người. Anh luôn luôn tôn trọng cái người phụ nữ của bản thân mình. Dạ. Công việc thì em có công việc của em thì em cứ làm. Anh chỉ mong muốn một điều đó là khi nào em rảnh hoặc là có thời gian thì em phụ anh là được rồi. Dạ thì đúng rồi. À đấy, đó là chúng ta chia sẻ công việc cho nhau. Chia sẻ công việc thì đúng rồi anh. Rồi. Rồi hả? 3 2 1 Hết thời gian. Ôi, trời. Rồi. Tại sao Tuấn không bấm? Anh không đồng ý ở đây thì không phải có nghĩa là anh chê em. Là vì công việc của anh cũng như hoàn cảnh của anh không có quá nhiều thời gian để mà dành cho em hết được. Vì anh thấy em là một người phụ nữ rất là cá tính, thích đi phượt, thích đi này nơi kia. Thì ngược lại anh thì thực sự đến cái tuổi này rồi anh lại muốn chồng chân lại, anh không muốn đi nữa. Cái đi của em không có nghĩa là đi liên tục anh. Đi của em đây là một năm chúng ta có thể đi một hai lần. Thì em cũng đâu có thời gian mà đi nhiều, em còn phải lo cho con em nữa. Thì em chỉ đặt ra cái sở thích đó là sở thích cái thôi. Cái đó chỉ là sở thích của em thôi. Ví dụ như năm nay em đã đi một lần rồi thì em chỉ dành cuối năm hoặc để năm sau em đi tiếp. Chứ em đâu phải... Em chỉ đưa ra để hỏi anh có thể cùng em không thôi. Chứ em đâu có
bắt anh là phải đi cùng em nhiều 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 lần đâu. Dạ thôi được rồi, em hiểu rồi. Dạ. Hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau đó, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Nếu mà là em sẽ hết chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm. Mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là thể hiện được cái cá tính của mình. Dường như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đảm việc nhà, đảm việc nước, đó là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ tới rồi, chắc chắn là phải có. Nhưng có thể là một, còn trai hay gái thì cái đó tùy theo trời cho mình sao mình chịu. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Anh cũng có nhà cửa, kinh tế thì tạm ổn. Cho em hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình. Anh thấy cái chương trình này rất nhiều ý nghĩa, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Đứa cháu học đại học của anh á, đăng ký cho anh. Tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người, tức là thấu hiểu, đồng cảm. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy trong lĩnh vực của gia đình ấy. Từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm, chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ, đó cũng rồi. Là suy nghĩ của em. 3, 2, 1. Hết thời gian. Sao không bấm? Mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa? Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động mà. Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi với anh đó. Cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự cái con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. So với tuổi tác thì anh đã may mắn rồi. Anh lớn tuổi rồi, anh 49 tuổi rồi. Anh nghĩ là trong muôn ngàn đâu phải một hai người em đi cắt, em biết rồi, rất nhiều người. Anh đến với em đây là cái như là cái trang đầu, cái dòng đầu của trang đầu. Còn cả một quá trình dài lắm. Người ta thường nói là duyên nợ, nhưng mà anh không xài chữ nợ, mình xài chữ duyên. Tới hôn nhân, tới mình gặp nhau, anh cần chữ hợp. Anh với em đi tìm chữ hợp. Cái quan điểm trong hôn nhân của anh là gì? Khi nãy anh cũng nói là quan điểm hôm nay anh rất thoáng. Anh rất nguyên tắc. Nguyên tắc ở đây là nguyên tắc để tốt cho đôi bên thôi, chứ không phải nguyên tắc gò bó, không gia trưởng. Anh ghét gia trưởng lắm. Và em có một câu hỏi tiếp theo là, nếu như em và anh sống cùng với nhau, khi con em và con anh, thí dụ con nít mà, nó có xích mích thì khi đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Con nít xích mích hay không, được hay không là do người lớn. Con em cũng như con anh, em cứ nghĩ là con em cũng như con anh và con anh cũng như em thì sẽ được. Và nó xuất phát từ sự yêu thương. Em thương anh là được hết, anh thương em là được hết. Tính anh là thích đẹp, thích trẻ, thích đẹp, lãng mạn, romantic, em mới chịu. Yêu cái trẻ lắm, già rồi, nông dân nhưng mà thích trẻ, thích đẹp. Nhưng mà cái đẹp nó không có theo thời gian, mai mốt em cũng già, em cũng xấu rồi sao anh? Không. Đẹp đó, nó vừa đẹp bên ngoài, vừa đẹp tinh thần của bên ngoài. Em yên tâm đi, em mà già anh cũng xuống lỗ rồi tôi. Quan điểm của anh là gì? Nếu như hai anh chị về ở chung một nhà với nhau, thì khoản kinh tế anh có sẵn sàng giao cho chị ấy hay không? Cái đó thì hai đứa phải san sẻ. Đừng nghĩ con mày con tao là được, làm chung, xây dựng chung. Bây giờ là anh em là miếng vỡ ráp lại. Cái vấn đề con rất quan trọng. Phần lớn là cái vấn đề mà bước thêm bước nữa là con rất quan trọng. Nhưng vấn đề kinh tế đó đủ. Ai sẽ là người quản lý? Tức là vợ để vợ quản lý rồi. Mình chỉ là đàn ông mà chỉ là mang tính tham khảo thôi. Nhưng mà anh nghĩ nếu chỉ cần thương là xóa được hết. Không, em thích rõ ràng cái nào ra cái đó. Cụ thể thì quan điểm ra thế nào? Ví dụ tiền bạc em giữ, nhưng mà ví dụ như anh xài gì, cái đó là vấn đề rất là... Em thực sự em nói rất là tế nhị. Em có thể cho anh bất cứ một cái gì đó. Em không thích một người đàn ông gia trưởng và tính toán và ích kỷ. Đúng, cái đó, anh có ghen cái chuyện đó. Anh thường nói là cái bản chất anh không thay đổi được, nhưng bản tính anh thay đổi được. Anh có muốn cô ấy sinh cho anh một đứa con nữa không? Thôi đi em ha. Nếu mà tính đến giờ để mình đã có con thì anh có còn chi nữa. Nhưng mà giải thích trong nít nha. Nhưng mà người ta thường nói là đứa con nó là kết quả thăng hoa trong tình yêu, anh nghĩ sao? Trong cái thâm tâm vẫn muốn có con. Thích con nít lắm, thích chăm con lắm. Em hỏi anh thôi chứ cái đó cũng là câu hỏi mà em hay suy nghĩ đó. Phía sau này. Dạ, cái lời của chị Cát Tường rất là đúng. Tại vì
đứa con là kết nối tình yêu giữa hai người. Em lại sẽ muốn sinh một bé nữa. Anh nghĩ cái đó là ưu tiên cho vợ. Đàn ông cái gì đó mình đỡ cực hơn đàn nữ. Nhưng mà anh để em quyết định. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời em gái. Lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, em thấy quan điểm của anh và em không có được giống nhau.